rồi, cái đèn dầu tắt rồi. Đèn dầu tắt hả? Trời ơi. Vậy không vô mồi lại đi. Anh vô đi. Tại 5 giờ sáng tụi em đã có mặt tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì qua một đêm á thì cái chỗ mà gào trắng mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh á thì vẫn còn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Qua một đêm thì vẫn không có gì xảy ra. Thì một lát nữa thì tụi em sẽ mở những cái này ra. Đó, để cho mọi người khi mà đến viếng của nghệ sĩ Vũ Linh á thì người ta sẽ được chụp hình với những bó bông và những lá lẵng hoa. Thì do là mình phải bảo vệ qua một đêm thì những cái phần hoa nè nó vẫn còn nguyên vẹn. Hôm trước thì có một cái trận mưa lớn, nó đã làm bể một bức tranh thì cái cầu thành á cũng có lên và đã xử lý. Còn bây giờ thì tụi em cũng cố gắng và quay chia sẻ đến tất cả mọi người ở cái không gian tại cái khu mộ của chú Vũ Linh vào buổi sáng sớm thì nó rất là yên ngắn. Có một vài anh làm việc ở trong này á, mấy anh cũng đã xuất hiện ở đây rồi. Thì quay cho mọi người thấy luôn là bên đây nè, qua đây anh ơi. Cái chỗ mà đây hôm qua đó thì tụi em cũng bao lại trắng rất là cẩn thận, mình thấy đẹp không? Đẹp quá hả? Gì là đảm bảo hết rồi. Đảm bảo không có con gì vô ăn phá qua, mưa gió gì. Qua một đêm thì anh cũng thấy rồi, vẫn còn y nguyên, không có bị gì hết. Nếu như mà sáng mà mình vào mà mình thấy mấy cái này mà nó ngã rồi á là mình sẽ biết là tối hôm qua có trận mưa lớn hay là gió lớn nó mới làm ngã những cái này. Nhưng mà hai ngày rồi từ khi mà mình bao trắng như vậy nè thì nó rất là ổn định luôn đó, rất là quay vòng cái chỗ quay trắng cho mọi người xem đó, đi quay vòng cái chỗ che trắng cho cả nhà của mình xem nha. Đấy, mọi người thấy đó, kỹ lưỡng rồi mọi người ơi, rất là kỹ càng cho cậu, đẹp ha anh ha, bây giờ là rất là đẹp rồi, không gió là không thể nào thổi được cái này luôn á, gió làm sao được nữa, rất là bự. Ở mọi người thấy rồi, bây giờ tụi em dùng kẹp nè, dùng kẹp tụi em kẹp lại hết luôn đó cô chú. Hôm qua thì không có hôm kẹp, hôm qua thì không có kẹp thì gió nó vẫn bay nó phất mà mình phải cột lại. Sau khi mà mấy anh em làm xong đi về rồi mình còn ở lại thì cái mình gió lớn quá nó bay, hai anh em mình phải cột lại. Nhưng mà gió lớn nó thổi nó làm bà một cái bức ảnh nó rớt xuống. Bao trắng đẹp hết rồi, mộ của chú Vũ Linh là được che chắn bảo vệ rất là an toàn nha cả nhà. Đẹp đẽ luôn. Phía bên này cũng vậy, là dùng kẹp kẹp lại hết nè. Kẹp cho chắc mộ của chú mà. Thì chưa có ai vào hết. Thấy có một cái anh đi xe đạp. Sáng sớm mà có anh đó, anh chạy xe đạp ở trong cái khu vực mộ rồi cả nha. Anh này là chắc là ảnh trực ca đêm á. Trực ca đêm. Ca đêm thường giờ này mà có mấy anh ở đây thường là mấy anh đã trực ca đêm rồi. Giới thiệu với mọi người tiếp là mấy cái bông hoa thì tụi em cũng dọn qua đây hết. Đó. Dọn hết để bàn, em sợ tụi em sợ hu nai đồ nó ăn hoa thiệt. Rồi nó phá. Đảm bảo là hoa lúc nào cũng tươi hết cho mộ của cậu. Hoa đẹp ha. Mộ của cậu thì ê, cái này cây trang nè. Cây trang hả anh? Cây trang á. Cây trang là cái gì? Cây trang vậy đó, ở trong mà mấy chùa rồi người ta hay chú chân lắm. Cây này là cây trang nha cả nhà. Em thì không có gần được anh này giới thiệu là cây hoa trang. Cái này hoa hồng nè, cái này hoa cúc nè, đó đẹp không? Hoa đẹp lắm. Đẹp quá mọi người ơi. Và đặc biệt cái chậu lan này nè. Đó, lan này rất là đẹp nè. Cái lá này giống như lá của cái cây gì, chậu bà cái gì á, đẹp quá. Thiệt ha. Hoa thiệt, này là hoa thiệt nha. Chỉ có những cái hoa sáp mà những cái lẵng hoa á thì nó là hoa giả. Còn tất cả những cái hoa nhỏ nhỏ đều là hoa thiệt cả. Bảo vệ cẩn thận hết á. Cả nhà ơi. Của cậu bây giờ là đẹp nhất rồi mọi người. Tiếp tục qua bên đây để quay chia sẻ với cả nhà. Thì được gói ghém cẩn thận lại rồi.
qua một đêm thì nó không có hiện tượng là bay gì hết. Đó, thì chắc hôm qua là gió nhỏ nè, không có bay gì luôn. Đẹp lắm nha mọi người. Thì bây giờ còn sớm quá thì em cũng thấy trời nó cũng âm u, không biết là có mưa hay không, thì em gán chờ cho đến khoảng 7 giờ. Cái lượng khách vào biển nhiều quá thì em bắt đầu tháo ra. Tại lúc nắng lên rồi thì mình sẽ biết là trời nó có mưa hay không. Đúng rồi, mình tháo sớm là đâu có được. Đúng rồi, tháo sớm là giống như là giờ. Cái sớm người hâm mộ người ta cũng chưa vô nhiều. Đúng rồi, mình mà tháo ra sớm quá đó thì mưa nó đột xuất có hai anh em mình à, không thể nào làm xuể. Tháo ra thì nó dễ, nhưng mà khi mà mưa đột xuất xuống rồi hai người làm sao mà che chắn được hết. Bình thường ở trên đây hả, cả chục người mới làm được thôi. Vậy thôi lát hồi đợi mấy anh em vô. Đúng rồi, đợi anh em vô luôn. Bây giờ cũng chưa có khán giả nên cũng không có ai chụp hình được với những cái bó bông hết. Chỉ có hai anh em mình thôi, hai anh em mình vô sớm để mình trông coi mộ của chú, xem có cái tình hình gì, nó có bị gì hay không. Nhưng mà rất là may mắn sáng nay là tươm tất nha cả nhà. Em để ý coi cái cây đèn dầu của trên đầu mộ của cậu đâu cháy không? Cái đèn dầu đâu? Cái đèn dầu thường thường để phía trước này. Cái đèn dầu tắt rồi. Cái dầu tắt hả? Trời ơi. Vậy không vô mồi lại đi. Anh vô đi. Tay anh cầm cho, vô mồi lại. Đi vô mồi lại cái đèn dầu. Đi đường bên kia. Này đường này cũng đường nào cũng được. Cái đèn dầu. Đèn dầu nó quan trọng lắm á. Đúng rồi. Mà phải đem từ Sài Gòn lên. À đó. Không phải anh ơi, hình như là nó bị bể cái chụp rồi, không có cái chụp. Cái chụp là thua rồi. Vậy là gió hôm qua bể cái chụp rồi. Đúng rồi, bể mất cái chụp rồi. Giờ mồi là gió nó thổi tắt à. Rồi, cái này rồi, chắc cái này để báo cho Thành lại đi. Đúng rồi. Không rồi để kiếm gần gần đây nè. Để coi có ai bán cái chụp thì mình mua để mình chụp lại, tại vì phải có cái chụp, không có chụp là nó tắt, không có làm được. Dạ. Giờ mới phát hiện ha, phải phát hiện sớm là. Đúng rồi, phát hiện sớm. Lát hồi chắc anh em mình cũng mình chạy kiếm ra, thử mình kiếm coi chỗ nào có. Tại cái đó là hình như là phải thắp sáng hoài luôn hay sao? Không, thì giống như là cái đó không có thì một cái ngọn đèn khác cũng được. Nói chung là phải cố định một cái đèn nào mà nó lâu tắt nhất. Đó. Thường là mấy cái đèn cày nó sẽ dễ tắt hơn cái đèn đó. Không, đèn cày á biết sao nó cháy ở phía dưới, rồi ở trên là nguyên cái ly nó che rồi, còn cái kia mà nó không có đồ chụp là thua luôn. Cái đó là dầu đó. Bữa cậu đem ở đây còn quá trời dầu nè. Chắc cái tình hình này là cậu Thành phải lên đây mỗi ngày của anh ơi. Cậu Thành phải lên mỗi ngày để cậu Thành xem cái tình hình trên mộ, tại vì bây giờ mùa mưa nó đến á thì nó cũng bất chợt lắm, mình không biết được cái gì hết. Tụi em đến mà có một cái gì mà hả nó sẽ khác với bình thường thì tụi em đầu tiên thì tụi em sẽ thông báo với cậu Thành, thông báo với người giữ mộ nè, và sau đó thì cũng sẽ báo với cậu Thành để cậu Thành có cái biện pháp là kịp thời liền. Không thì mình báo với mấy anh giữ mộ, mấy anh giữ mộ cũng sẽ báo về phía gia đình thôi nếu như mà có cái gì đó. Còn mấy cái gì mà nhỏ quá thì xử lý được thì mấy anh sẽ làm luôn. Ê, bây giờ anh em mình có dẹp ra hai cái bình cổ không? Hay là để vậy luôn? Hôm qua là dẹp, có dẹp đó, đúng, hôm nay để luôn hay sao? Thôi, dẹp gì nữa anh, bây giờ hả, sáng rồi, nó đâu có bị gì đâu. Nè, qua ăn đêm mà hai bình cổ nó vẫn còn y nguyên. What? Đó, hai bình cổ vẫn còn y nguyên. Hai bình cổ còn y nguyên cả nhà ơi. Phát hiện là cái lưu đồng cũng còn y nguyên, hai bình cổ còn y nguyên. Hai bình cổ đổi nước rồi nặng lắm. Đó không bằng. Đúng rồi. Hôm qua đó là hôm trước đó là sợ bị bể, nhưng mà thật ra là nước là nặng, nó chứ phải là 3-4 kg, 5 kg á. Gió nào mà thổi rớt được cái bình này. Hai bình gỗ cũng được đẹp ghê. Với đặc biệt là cái cây phát tài ở đâu có lá đâu, lá ít quá, nó không có lá. Không cản, có độ không có độ cản lại. Nên cũng sẽ rất là khó rớt. Rồi, da kêu ghê vậy. Lâu lâu ở đây có mấy cái tiếng còn kêu mà đó là một nhiều đàn khi tao luôn á. Tao rợn người mày. Sợ. Nó kêu á. Đó, kêu rợn người không? Gì nổ nữa. Bây giờ tụi em sẽ đi quay cái khung cảnh xung quanh cho tất cả cô chú anh chị của mình xem. Buổi sáng thì rất là vắng, không có khán giả đến đây nhiều đâu cả nhà. Thì hôm qua đó có nghe là thông tin cậu Thành với lại Hồng Phượng lên chia sẻ không? Nói cậu Thành nói là chia sẻ lễ 49 ngày, cũng như Hồng Phượng chia sẻ lễ 49 ngày đó. Đúng rồi, thì lễ 49 ngày đó thì chắc chắn là tụi em sẽ có mặt bên nhà của cậu Thành
quay cho cô chú anh chị của mình xem. Nếu như mà tụi em có thể lên trên mộ đó thì tụi em vẫn cố gắng lên trên mộ quay cho mọi người luôn. Tại vì trong một ngày mà mình đi hai điểm á, thường nó sẽ rất là mệt. Nếu như mà đủ sức khỏe thì tụi em sẽ cố gắng và quay cập nhật tình hình tại hai nơi cho cả nhà của mình biết. Còn buổi sáng thì cái khung cảnh ở mộ thì hôm nay 5 giờ rưỡi thì cũng có. Ê, sao mấy cái mộ này trưng hoa màu vàng vàng, vàng đẹp với ta? Đây là vô quay cho mọi người xem đi. Ở cái mộ này là đối diện mộ chú Vũ Linh nè. Ở cái lều xanh xanh là mộ chú Vũ Linh nha cả nhà. Còn ở đây là có cái mấy cái ngôi mộ. Hoa này hoa giả anh. Hoa giả hả? Hoa giả. Giống như đầu giả, mai giả vậy giả. Hả? Rồi trưng lên nhưng cũng thấy đẹp. Nhìn đẹp quá ha. Quay nãy giờ mọi người thấy nhìn từ xa vô là nó nổi bật là, giống như là cái phần mộ là nó trắng đen, tự nhiên cái có cái hoa màu vô là nó nổi bật lên. Mộ của chú Vũ Linh là chắc cũng giống vậy ha, đại khái là vậy. Như ở đây mộ này có thêm hai con lừng nữa nè. Mộ này lưng ở trên đầu mộ có hai con rồng kìa, rồng là Phật Bà Quan Âm đó. Đối diện là cái lều là mộ của Vũ Linh đó cả nhà. Do là buổi sáng tụi em muốn cập nhật tình hình cái khung cảnh ở xung quanh đây cho tất cả cô chú anh chị của mình xem, để cô chú anh chị của mình biết. Mấy cái anh cắt cỏ giờ này anh vô rồi nè, 5 giờ mấy mà mấy anh bắt đầu chạy vòng vòng cái khu mộ rồi. Đỡ sợ hơn. Hôm qua là anh em của mình 5 giờ là lúc đó thấy vắng quá. Trời, lúc đó nói thời tiết nó trời nó đang nghịch mà sợ gần chết luôn á. Bây giờ là 5 giờ rưỡi nên có người bắt đầu vào rồi thì nó sẽ đỡ sợ hơn. Nhưng mà đường cũng xa quá anh. Đi như vậy thì anh cảm thấy như thế nào? Nếu như mà cứ 3 giờ sáng mà mình phải đi lên đây. Thì bây giờ nói chung á là ngày xưa là sống chú Vũ Linh sống có tình có cảm. Rồi anh em mình cũng mến thương chú, rồi cũng phải lên quay, rồi mỗi lần lên là đều thắp nhang cho chú vậy đó. Thì giống như là tụi không em có ngại tụi mình có dám chắc là ngày nào cũng sẽ đi sớm để lên quay như thế này. Mà tụi em sẽ cố gắng là ngày nào đi được thì đi. Đó. Chứ nhiều khi là mình không đi được thì khán giả lại nói, thì giờ sẵn mình nói luôn. Tại vì đi đường xa như vậy nhiều khi là nó rất là nguy hiểm. Hồi hôm qua cậu Thành lên mà em quên nhắc cái vụ mà tôm cua với cậu Thành ha. Quên ha. Không còn dài mà còn gặp cậu Thành dài. Đó không, em lát nhiều mình nhắn là tin nha. Cậu Thành cũng nghe xem được clip của anh em mình rồi á. Sao không nghe cậu Thành nói gì tôm cua ha. Trời, thì anh em mình bỏ công thì cậu Thành bỏ tiền cũng được. Mày khôn quá. Thôi để anh bỏ bia cho. Cậu bỏ mồi đi. Nói chung vậy chứ cậu Thành nó có nhậu nhiều đâu. Đúng rồi. Cậu dẹo anh em mình thôi. Cậu Thành rất là vui nha cả nhà. Cậu Thành vui vẻ là chính. Tiền bạc. Tiền bạc với cậu không có đáng là ông Thành bao. Đứng đây. Cậu cũng sẵn sàng là bao anh em mình mà. Đốt gì nè. Sáng sớm mà đốt với lá khô á. Lá khô rồi nó gom lại sẽ đốt hả? Thấy có khói. Thì ở Bình Dương này hay vậy á, là có nghĩa là tại vì cây cối nhiều rồi, rồi sáng người ta hay đốt rồi. Được. Để người ta ung mũi rồi sẵn đó đốt rác luôn. Mũi nhiều lắm nha. Cái này hả, buổi tối là khi tụi em sắp bắt đầu sắp về là cũng mũi quá trời, mà sáng sớm tới đây cũng mũi quá trời. Phải lúc mà nắng nó lên á là khoảng 8-9 giờ đó mũi mới bắt đầu hết. Sáng thì hôm nay thấy hơi lạnh lạnh ha. Hơi lạnh ha. Sáng thì lạnh rồi chiều rồi nóng muốn đổ ra gì hết luôn. Đó. Mộ chú thì bên đây là cái xưởng nè, cái xưởng mộ, cái xưởng mà làm mộ bên đây nè. Thì nghe nói là làm mộ của chú xong rồi. Xong rồi hả? Vậy mừng quá vậy ta. Trời ơi, em nghe mấy người ở đây nè, người ta nói là chuẩn bị đem vô lắp ráp hay sao nè. Vậy là lát hồi anh em đúng mình quay gì quay ha. Để một lát nữa mình kiếm mấy cái anh ở đây coi ảnh chuyển bia mộ của chú vô rồi tới đâu rồi. Tại vì bên trước 49 ngày là phải làm xong mộ của chú. Đó. Bữa hổm thì trong cái video mà mình quay thì phía gia đình cũng có nói rồi. Có nói là hả, mộ của chú sẽ cố gắng xong trước 49 ngày. Thì bây giờ 49 ngày cận kề rồi. Hôm nay chỉ còn có vài 3 ngày nữa thôi. 3 4 ngày nữa là tới rồi.
thì chắc chắn là cái phần mộ phải xong trong những ngày này, hy vọng là sẽ xong sớm nhất, tại vì khán giả yêu mến cậu cũng như là tụi em cũng là rất là mong chờ biết xem cái phần mộ của cậu như thế nào. Trước mắt thì bản vẽ thì là trên bản vẽ là mọi người cũng đã thấy, tụi em cũng đã có chia sẻ. Thì nhưng mà thực tế để cho mọi người chiêm ngưỡng được cái phần mộ của chú thì đâu có ai cập nhật đâu, chỉ có anh em mình thôi. Đúng rồi, nhà báo cũng đâu vô đây cập nhật cho chẳng có đâu. Nhà báo nào vô đây hết á. Nhà báo nó ngồi ở nhà nó uống trà không à. Đồ. Xong rồi nó đi chơm của mình. Đó, nó hẳn luôn. Chỉ có tụi em đi thực tế, tụi em bỏ công sức ra đi quay và chia sẻ với cả mọi người. Thì cũng hy vọng mọi người like đăng ký kênh ủng hộ. Chỉ cần mọi người ủng hộ cho tụi em, bấm một like, một đăng ký kênh là tụi em cảm thấy rất là vui. Cái công sức mà tụi em bỏ ra đi từ sáng sớm để đến đây quay cho mọi người thì một like, một đăng ký, một động viên của mọi người comment vô, mọi người nói là thả tim cho tụi em thôi, rồi tụi em cũng thấy vui lòng rồi. Vui đó, được phục vụ cho cậu, được phục vụ cho được. Khán giả của cậu là vui rồi. Tụi em thì đến đây quay cậu thì thứ nhất là tụi em cũng phải có một cái sự yêu mến cậu đó, thì tụi em mới quay và chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị. Nếu như mà em đâu có thể nào quay một người mà em không thích. Đó, chính xác, chính xác. Cái đồ đó hay nhất trong ngày luôn. Thì bây giờ việc gì mình làm mình yêu thích là mình sẽ yêu mến, là mình chú tâm mình làm đó. Mọi người thấy đó thì tụi em cũng bỏ cái công việc của tụi em để tụi em dành cái thời gian đến đây để quay và chia sẻ đến tất cả mọi người. Bây giờ thì quay lại cái phần mộ của các nghệ sĩ bên vòng vòng xung quanh cái khu mộ của Vũ Linh thì là mộ của các nghệ sĩ. Đây, nghệ sĩ là ở dãy bên này. Ê, nhiều khi anh cũng đuối lắm ở nhà, chứ không có giỡn đâu nha, ngày nào cũng chạy lên từ Sài Gòn chạy lên đây ngày chạy trăm mấy cây á. Đuối lắm chứ không có đơn giản đâu. Mấy cây mệt lắm cả nha. Đi về luôn đó là hơn 100 cây á. Từ ngày Sài Gòn lên đây cũng là 50 cây rồi. Đi 1 tiếng rưỡi, gần 2 tiếng mới tới đây. Mình đâu có dám đi nhanh đâu.